Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị thân mến, rạng sáng ngày hôm nay, 4 ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc đã bị chôn vùi trong trận lở đất, khiến khoảng 5.000 người dân cư trú tại các ngôi làng này mất nhà chỉ trong vòng vài phút. Đồng thời, mưa lớn xảy ra tại các khu vực khác, khiến nước sông tràn bờ gây ngập úng hoa màu. Lở đất cũng đã xảy ra tại các khu vực khác của tỉnh Quý Châu và Hồ Bắc. Hiện tại, chưa có thông tin rõ ràng về thiệt hại người. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt tại các khu vực thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang và Thiểm Tây. Dân số các tỉnh này chiếm 1/3 dân số toàn Trung Quốc, nhưng giới chức cho biết chỉ khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lụt này. Hơn nữa, những người dân ở gần khu vực lở đất tại Quý Châu cho biết chính quyền địa phương không cho phép họ đến gần khu vực bị thảm họa và từ chối cung cấp thông tin về tình hình tại đó. Sau 4 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lớn đã gây lở đất và cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại thị trấn Canh Nông, thành phố Kiên An, tỉnh Thiểm Tây thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc. Chính quyền địa phương thông báo rằng 133 ngôi nhà đã bị phá hủy và 507 người dân đã bị mất nhà. Tuy nhiên, người dân tại nơi này cho biết, trên thực tế, mức độ thiệt hại lớn hơn rất nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua, Lee Shun, một người dân ở làng Shibian ở Ganlong cho biết nhiều ngôi nhà tại làng này bị hư hại. Hầu như toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, chỉ còn lại 3 hoặc 4 ngôi nhà. Đội cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều người bị chôn vùi trong bùn đất nhưng họ đều đã chết. Canh Long là một thị trấn cách xa trung tâm thành phố Đồng Vân nhất. Đội cứu hộ đến nơi là sau 10 giờ sáng ngày hôm qua, tức là hơn 5 tiếng sau khi xảy ra sạt lở. Lee nói, thật đau buồn. Nhiều dân làng đã bị lũ cuốn trôi, hàng nghìn mẫu đất bị ngập úng và con đường giao thông chính nối thị trấn với thành phố cũng đã bị hư hại. Lở đất cũng đã xảy ra tại hai ngôi làng khác là Canh Long Saniji và Canh Long Shiji gần làng Shipan. Một chủ cửa hàng ở làng Canh Long Shiji tên là Shinshu cho biết hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã đến hai ngôi làng này, nhưng họ không hề cho biết thông tin về hậu quả của trận thiên tai. Người chủ cửa hàng này cũng cho biết ngọn núi Fananin gần đó cũng đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Một số người dân trong làng đã rời đến sống với người thân ở rất xa ngọn núi. Một chủ cửa hàng tại làng Mosu cách làng Sipan hơn 3 km cho biết làng Sipan đang bị phong tỏa, giới chức không cho phép bất cứ ai tới ngôi làng. Chúng tôi thậm chí không được phép giơ điện thoại của mình lên kể cả từ xa. Theo đài The Epoch Times đã liên lạc với phòng khám Canh Long, một trung tâm y tế gần làng Sipan nhất. Lễ Tân cho biết hầu hết nhân viên của họ đã được điều động đến nơi xảy ra thảm họa, nhưng cô từ chối tiết lộ thông tin cụ thể. Cô chỉ nói tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Trong một diễn biến khác có liên quan, nước sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc, dài thứ 3 thế giới, dâng cao nhanh chóng. Trong những tuần gần đây, nó đã tràn bờ và nhấn chìm các vùng đất lân cận, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cùng lúc áp lực gia tăng với con đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng vào năm 2003 trên sông Trường Giang. Công ty vận hành đập cho biết họ bước vào tình trạng thời chiến khi mực nước hồ chứa gần đạt mức tối đa. Những con đường và các lầu ven sông ở thành phố Vũ Hán bị nhấn chìm với lũ. Tại một số ngôi làng ở Nam Vũ Hán, chính quyền địa phương triển khai đội cứu hộ đi thuyền để giải cứu người dân từ những ngôi làng bị ngập. Do mưa lớn nhiều ngày, lũ lụt đe dọa ảnh hưởng đến 480 triệu cư dân và các đô thị lớn bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh nằm ở lưu vực rộng 1,8 triệu km2 ở Trường Giang. Khu vực này cũng chiếm phần lớn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc. Cho đến nay, trận lụt vẫn chưa giáng đòn mạnh vào nền kinh tế. Trên thực tế, Li Yao, nghiên cứu viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng trận lụt chỉ làm giảm 0,17% GDP của Trung Quốc, thiệt hại ít hơn nhiều so với các thiên tai trước đó. Có lẽ Trung Quốc đã không quá khó khăn để chống chọi với thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra, bà Li nói. Việc lũ lụt chưa gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trung Quốc không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã phát triển những vùng đất ngập nước mới và xây dựng những con đập mới để ứng phó với mối đe dọa như vậy. Quỹ đạo của nước lũ phản ánh các ưu tiên của chính phủ và cơ sở hạ tầng mới được xây dựng.
bảo vệ các thành phố và trung tâm công nghiệp trong khi đất nông nghiệp, làng mạc, nông thôn sẽ chịu thiệt hại. Mưa mùa xuân và mùa hè ở Trung Quốc có nguy cơ gây ra lũ lụt hàng năm, khiến nước này chịu thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Weather ước tính rằng mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại sau lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Jennifer Turner, giám đốc diễn đàn môi trường Trung Quốc của trung tâm Greenson cho biết, biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Bà nói, mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi 10 năm trong năm thập kỷ qua, trong bối cảnh khí hậu thay đổi. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi sông Trường Giang tràn bờ, làm thiệt mạng hơn 4.000 người và khiến hơn 14 triệu người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 đã khiến GDP giảm 0,3%. So sánh, lũ lụt năm nay dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn, mặc dù chuyên gia Lee cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính các tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lũ lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ và gây ra sự chậm trễ trong các ngành khác nhau. Lưu vực sông Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời nơi đặt nhà máy của các công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Bà Lee nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất các sản phẩm như vậy, nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy ở các khu vực khác tạo ra, bà nói. Rinod Arujan, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn China Manufacturing Consultant ở Thâm Quyến, làm việc ở các công ty nước ngoài có nhà máy ven sông Trường Giang. Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào. Hoặc các nhà sản xuất đã gặp may, Arujan nói với Fortune, hoặc lũ lụt được điều hướng đến các khu vực phi công nghiệp. Sự may mắn không có chịu tác động trong chuyện này. Chiến lược phòng chống lũ lụt của Trung Quốc là xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp như biện pháp để đảm bảo an toàn cho các thành phố và công nghiệp. Tổng cộng, Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp chi phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc theo sông Trường Giang và các phụ lưu của nó, phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát lũ lụt và cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy vào ngày hôm qua khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc mở các cống cửa đập Vương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực nông dân hơn ở hạ lưu nhưng lại ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn cư dân nông thôn phải sơ tán ngay lập tức. Theo Sikton, tại thị trấn Jodugi, nằm trên sông nhỏ của phía nam sông Trường Giang, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà sau khi tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân Jongdun hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng khỏi làng. Vào ngày hôm nay, Reuters đưa tin, một con đập 55 tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, khiến các cộng đồng ở Hạ Du đối diện với nguy cơ bị ngập. Bà Lee ước tính rằng trận lụt năm 2023 đã làm ngập hơn 51.900 km2 đất nông nghiệp của Trung Quốc. Trận lụt năm 2016 bao phủ gần như toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, trong khi năm trận lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp. Darin Fendrick, nhà phân tích hàng hóa tại Sixstone Group của Thượng Hải nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc tăng cao do hậu quả của lũ lụt. Thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất cũng như lúa gạo, cây trồng phổ biến nhất trong vùng. Một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Fendrick nói, nhìn chung thị trường chưa có vẻ quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo. Bà Turner cho biết hàng trăm nghìn người trong số họ đã phải sơ tán vì lũ lụt và đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai.
không có tiêu chuẩn thống nhất về giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở vùng nông thôn của Trung Quốc, bà Turner nói. Để đối phó với những trận lũ lụt trước đây, bà Turner cho biết, chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi dễ hút nước khác để hấp thụ nước mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến cho các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp phải hy sinh nếu nước dâng ở sông Trường Giang. Thiên tai hiện tại là kết quả của một cơn bão hoàn hảo kết hợp với biến đổi khí hậu và hành động của con người, bà Turner nói. Judith Sabrio, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ, cho biết sự gia tăng mưa lớn cho biến đổi khí hậu đang là phép thử đối với chiến lược xây dựng đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các con đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này báo trước tai họa. Không ai muốn nghĩ tới nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Con đập niềm tự hào của dân tộc Trung Quốc cho đến nay đã vượt qua thiên tai năm nay. Nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần xem xét lại chiến lược của mình. Ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu đựng lũ lụt mà Trung Quốc chứng kiến trong những tuần gần đây, bà Sabio nói. Nếu con đập bị vỡ, đó sẽ là một thảm họa đại hồng thủy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!